Không chỉ ở thành thị nhà mới có số, phố mới có tên. Nay ở vùng nông thôn của huyện Hải Lăng thì những ngôi nhà đã có số và những con phố ở đây đã có tên. Điều này tạo nên một cái diện mạo mới cho vùng nông thôn huyện Hải Lăng. Ngôi nhà số 2, đường xóm chợ của gia đình ông Lê Văn Thanh nằm trên tuyến đường nhựa Phẳng Lì của vùng quê Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng. Ông Thanh phấn khởi khi người thân xa quê dễ dàng tìm được nhà ông mà không cần người dẫn đường. Quê bây giờ cũng lần lần sẽ tạo lên một cái khung cảnh là tương lai sẽ thành phố. Bây giờ nhà quê mà có biển số, có đường thì như vậy là không ai tin. Chứ còn tin, bây giờ thành phố tất nhiên phải có rồi. Nhưng bây giờ cái số nhà của quê hương mà có là rất đặc biệt. Sau khi phát động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ tháng 2 năm 2023, bằng nội lực, hơn 800 hộ dân ở thôn Trà Lộc, Lam Thủy đồng tình chung sức gắn biển chỉ dẫn đường và số nhà. Việc đánh số, gắn biển số nhà và gắn tên đường tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện yêu cầu giao tiếp, tiếp nhận các thông tin, thư tín, liên lạc và giao dịch. Bên cạnh đó, góp phần chỉnh trang diện mạo các điểm dân cư nông thôn, quản lý dân cư, nhà đất, thông tin liên lạc, hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan đến địa chỉ theo quy định của pháp luật. Về lắp biển chỉ dẫn và biển số nhà, là nhân dân hưởng ứng rất cao trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bà con chung sức cũng đồng lòng để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Về chỉ bên chỗ ban phát triển thôn là tiếp tục xây dựng kế hoạch để tiếp tục chỉnh trang và nâng cao, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, để huy động các nguồn lực, đặc biệt là bà con nhân dân để cùng chung tay góp sức xây dựng các tiêu chí, càng nâng cao các tiêu chí lên. Cùng với chỉnh trang nông thôn, Lam Thủy và Trà Lộc là hai thôn đầu tiên trên địa bàn xã Hải Hưng thực hiện lắp bảng chỉ dẫn đường và số nhà. Phần việc này đã được lan tỏa ra nhiều địa phương khác. Trong tháng 8 vừa qua, thôn Kinh Duy và Thi Ông đã tổ chức phát động nhân dân đóng góp thực hiện. Xác định xây dựng nông thôn mới là có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Hải Hưng tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, xã Hải Hưng tăng cường vận động tuyên truyền nhân dân xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.